Đây là một mẫu xe mà phải nói rằng là trong thời gian hiện tại rất là nhiều anh chị thích luôn. Đây là chiếc xe Mitsubishi Outlander Cross anh chị nha. Một chiếc xe với tông màu trắng cực kỳ đẹp luôn. Mặt lai nhăn được thiết kế và nói là em thì theo em thấy là khá là đẹp đó. Đây là đèn pha nè, đó là trong anh chị ha. Và đèn pha có led luôn, tự động bật mở. Xe thì là tông màu trắng, nước sơn còn rất là nhiều luôn nè cả nhà. Đây là cái lốp xe thì 5 lốp là còn nguyên zin theo xe. Vào tuần thứ 8 của năm 2021 và lốp xe đây dày ha. Đây là phần bao giờ sốc nè, cũng như là lòng vỉa ở phía bên trong xe. Xe thì ở ngoài mình đã được trang bị phần bao giờ mui, cũng như là có một cái ốc tay nắm cửa tích hợp với lại chìa khóa thông minh Lucky. Đó, keo chỉ là còn nguyên tắp ly nè, còn rất là đẹp quá ha. Ngoài ra thì anh chị có thể xem nè, ốc ở chốt khóa cửa còn dấu sơn của nhà máy luôn, có một cái cửa kính in xuống auto 1 chạm. Và ở đây mình có điều chỉnh gương tự động của anh chị. Phía bên trong nội thất là tông màu chủ đạo của em, nó là tông màu nâu cà phê kết hợp với màu đen. Đây là nước ghế này, chị có thể thấy rất là căng. Đây là vô lăng nè ha. Vô lăng này thì em thấy anh chị thấy thiết kế nó khá là giống những cái xe mà thể thao. Em thấy nó khá là giống những cái mẫu xe thể thao. Và phần nút bấm này thì có thể điều khiển màn hình Android bên kia đã được tích hợp lên. Xe có ga tự động luôn. Và đi đâu đó chuẩn chỉ mới có 55.500 cây. Màn hình được lên là màn hình Smart TV, có camera hành trình trước sau kết hợp với camera lùi được tích hợp lên đây luôn ha. Xe thì là hộp số tự động và phanh tay là một cơ. Và ra chuẩn chỉ lên xe, những cái nút bấm điều chỉnh là đèn rất là mở luôn. Xe dán thêm rất nhiều mở tốt toàn thân xe, nhiều chỗ ni lông vẫn chưa mở luôn này cả nhà. Đây, trần chống nóng. Đây là hàng ghế thứ hai này, rất là rộng rãi luôn. Ngoài ra thì khá là sạch sẽ. Đây là xe đi gia đình cũng nghĩa luôn, mình thích ghế là mình biết rồi ha. Đây là mức tiêu 20 người của chị, 8.7 lít trong đô thị và 5.9 lít ngoài đô thị. Xe thì đã được trang bị phần 3 gam mui. Chị lái xe này ha, cốp xe đây trang bị camera lùi ở phía sau luôn rồi. Ghế bên trong cốp xe rất là rộng luôn. Nếu mà chị gặp cái hàng ghế bao này thì bao rộng chị luôn. Không mở đuôi xe chưa không mở luôn ha. Tất cả cái đinh bấm là còn nguyên zin. Chị lên xe, tất cả em chỉ là còn nguyên bản như thế này nha. Đốt sơn thể màu của nhà máy vẫn còn luôn nè. Và các cái dụng cụ như là tháo mở lớp dự phòng và là chìa khóa xe thì bên em vẫn còn giữ đầy đủ cho anh chị luôn. Bây giờ em với anh chị sẽ cùng nhau xem cái khoang động cơ ha. Thì cũng giống như là những cái vị trí như là cửa hoặc là cốp thôi, mình cứ xem ốc nè, rồi cái dấu hiệu xung quanh như là lỗ cửa trung lập, đường dập nổi dập chìm và cái tấm tấm zin của nhà máy rồi nè. Đó, đây mình xem ha. Phần lòng về mà keo chỉ phía bên trong xe là phần zin, tất cả các cái dấu sơn của nhà máy là còn đầy đủ cho anh chị luôn. Máy móc thì cực kỳ là sạch sẽ, không rò rỉ nhớt hay là xì dầu gì hết luôn anh chị ha. Và hiện tại thì bên em đang chào bán con xe này với mức giá là 575 triệu. Bao anh chị tới hãng cũng như là có phiếu xác nhận chất lượng xe cho chị là không đâm đụng, không ngập nước, không sửa chữa động cơ hộp số, máy móc nguyên zin bản. Và chiếc xe này thì bên em vẫn có hỗ trợ về ngân hàng và có nhận trao đổi thu mua xe ô tô của chị để qua sử dụng. Nếu anh chị quay lên nhà xe và đổi từ điều này sang nhà khác, số hotline của em là 0923466999. Số hotline này của em có Zalo luôn, cho nên là chị có thể liên hệ chị mọi lúc mọi nơi luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ. Bye bye.